Dạ, cơm sang Cần Thơ kính chào cô chú chị các bạn, mời cô chú bạn giao lưu. Hôm nay tôi quý về vàng về Tết luôn ha, có một số cây tàn gì nè, mình Tết sớm nha chú bạn. Ở đây phôi đầy đủ luôn, đa dạng ha. Còn như clip bắt gian của chú chờ đợi cái gì vô từng cây cô chú xem rồi nghĩ là hãy tiếp cho anh Mau nha, cuối của chú bạn. Rồi, chào anh Mau ơi. Rồi, em chào anh Linh ha. Dạ. Em xin mến chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có được 50 tứ quý và 5 cây mai vàng ha, không có tàn có phôi. Thì để giao lưu với cô chú thì qua số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dạ rồi, không mất thời gian của chú thì em vô luôn cây số 1, cây đầu liếc. Cây phôi hả cô chú? Phôi mai vàng. Này phôi mai vàng. Cái này già cây này nằm mô nha cô chú. Để cũng nhìn cũng khá đẹp. Cái có chân cái sẵn này ghê giống con thú coi không được. Thú lại đuôi lai lai nhẹ. Rồi, mới vô cái chiều cao ha, chiều cao là 45. Chiều dáng nhìn giống chích chè, cái đuôi dính dính thôi. Cái này nó nhỏ chứ nó già lắm rồi, mai vườn mình đây. Rồi, cho quạnh hết quạnh hai vị trí đi. Vị trí trên này là 26. Eo 26. Dưới đây là 34. Đường kính bầu là 47. Rồi, cho em xin giá luôn. Rồi, mã số 1 em giao lưu cô chú là giá 700 ngàn. Giá dễ chơi chưa? Cây đẹp. Mạnh cây, nhựa kéo dữ dằn. Cây này già cây, mạnh cây nữa. Cây nằm mô luôn. Chị gọi phép đỡ cây luôn. Bao khỏe của chú luôn. Giá mềm luôn, 700 ngàn cây đó rất đẹp. Số 2 còn cái tứ quý của chú ơi. Này vô cái bàn quay nó kỹ quá. Tại vậy đi. Thì tập chơi ghép là vừa form đẹp. Tứ quý nha cô chú, cái form này nó đẹp ha. Nó 3-4 thân ha. Để chị coi được như một ghép là cái thân chỉ cần ok. Này kia bóc quá trời. Để quá trời, cái này đưa vòng vòng đẹp á. Cái này nó gọn lắm nha cô chú. Đây cũng tầm trung. Gọn dễ chơi. Rồi nhỏ nhỏ gọn mình chân xuống. Rồi, chiều cao là được 41. Rồi, cho hoành luôn. Cái màn quay này nó kêu quá. Còn vị trí này sát luôn, đúng luôn. 35. 35 luôn, đúng bon luôn. Đúng luôn. Cái đường kính đầu 44. Rồi, cho em xin giá luôn. Rồi, mã số 2 tứ quý nha cô chú, giá 1.800.000. Rồi, 1.800.000. 1.800.000. Rồi, em đổi luôn. Nhanh lẹ luôn. Cái số 3. Số 3. Này, cái form này là chơi tầng tầng dù dù cao cao được, gọn nè, sẵn luôn nè. Ghép cái là tàn khỏi chơi luôn. Để nó hơi nghiêng tí nha cô chú, thông cảm nha. Lại đi. Cây này mình nếu mà cắt lại nó cũng giống như cây số 1 nha cô chú, nó cũng 4-5 thân ha. Giống cây tứ quý cây số 2. Tứ quý mã số cây này số 3. Ờ cây này số 3 giống cây số 2. Ừ, giống cây số 2. Đúng rồi. Na ná nhau nhau. Nếu mà cắt lùn xuống là nó giống mệt à. Tại cái nó trên cái form trên nó có cái tàn hơn để luôn. Cây số 3 khỏi tứ quý. Cây này đế nó bỏ xuống dữ lắm nha cô chú. Đế gom nở nó gom cũ. Để bình bạnh đây luôn. Còn cho nó số. Bạn đi kêu gì? Đang quay nó kêu. Chiều cao là 92. Tán ngang hiện tại của nó là 45. Thầy ghép cái phơm cái tàn nha, dù chọn do đã luôn á. Em đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Vị trí thứ nhất ở dưới này đi. 36. Trên mà cắt tốt trên này luôn nha cô chú. 35. Ăn cây dừa, cây đối. Cây gốc nó cũng nở, kỳ kỳ. Rồi, giá luôn đó. Rồi, mã số 3 em giao lưu với cô chú là giá 2.2 triệu. Rồi, số điện thoại luôn đó. Số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao hả cô chú. Cây này cô chú nào rút lùn giống như cây số 2 thì em giảm giá lại luôn nha. Tại cái form nó hơi cao rồi. Cái phí này, phí nó hơi ấy. Xíu. Rồi, phép nói form luôn. Rồi, tiếp theo mã số 4. Số 4 cũng là phôi tứ quý luôn nha cô chú. Cái này em để trên thùng B em quay luôn, chiều cao nó là được 1,5 m. Chỉ cần đầy đủ điều. Tán ngang là 55. Rồi em quay vòng cô chú mình xem nha.
thân một cốt là... ghép liền cũng được hoặc là khi nó lâm trời kéo nhựa mỏng mà đừng khai thác lại tháng sau ghép tháng một ghép được nhẹ nhẹ ok ghê gớm luôn rồi cho cái hoành luôn đây hoành lên đó cũng đo hai vị trí luôn đi ha vị trí dưới ngay cái mặt cắt này 43 hoành 43 trên cái mặt cắt này là 38 38 luôn. Nếu mà đúng chuẩn là nó nằm ngay giữa này nè. Mà tại cái mặt cắt thì hơi chừa nó lại. Cái đường kính bầu là 60. Đây cái điều mới to to. Nguyên cái cũ của nó là 120. Sức trồng cho. Rồi mã số 4 em giao lưu của chú là giá 5.300.000. Đây thân cốt nha cô chú. Đây rất đẹp ha. Có cái nhánh này nó hơi bị găng nhẹ chút xíu nha cô chú. Nhánh này nè. Mà nó vẫn sống ha. Tại lúc vận chuyển xuống cái nó máng vô cái thùng xe nó nứt chỗ này chút xíu, nứt cái nách này. Thì nó gặp được mà. Nhựa nó gặp mạnh luôn. Nhưng mà nó không có sao hết. Nó không có chết, nhánh vẫn sống. Rồi xem đỏ cây luôn ha. 5.300.000. 5.300.000. Mã số 5. Thật coi cái số 5. Số 5 cây này nặng quá em để trên cái chậu em quay luôn cô chú. Cây tứ quý, cây này thuộc là cây già. Nha, cây này già cực kỳ già luôn nha cô chú. Cái gì cạnh nó cũng đều đầy đủ luôn. Cái tương đối đều. Cái xác nó mẻ qua vô dây mẻ là ngon lành nếu mà ghép. Thân nó hơi lắc nhẹ nha cô chú. Cây chực lắc. Rễ nó cũng lắc theo nữa. Cộng này nó hơi hơi treo nhưng mà nó bỏ xuống hết. Chạc chạc cũng bỏ xuống. Quậm xuống. Để quá trời này. Đấy, bành bành thôi. Để con rễ thì nó quái quái. Dưới cũng có lót đầy đủ. Cô chú nào chốt hết em giảm giá cô chú. Nha, hữu nghị vô cô chú trời. Ồ, ghế nó thân lắc chiều cao. Ghế nó lắc. Cái này chiều cao 1m4 của chú ơi. Cái này hơi bị già chắc cũng lớn tuổi của em, chả nhìn thấy màu. Lớn lắm rồi, cái này già lắm rồi. Cái đường kính bầu là 68. Màu nó sậm luôn. Để em cho cái hoành luôn ha, sát lớn luôn nha cô chú. Cái này sát lớn nha. Mình vị trí này 43. Hoành 43. Đó. Nhưng mà sát sát dưới này xíu gì nữa là 49 rồi chú. Xuống chút xíu à. Sẽ phần bằng. Sẽ chạc nhỏ nhỏ. Thôi cái này mình lưu giá sao? Cái này em cho lưu giá 4.800.000. Trời, 4.800.000. 4.800.000 thôi nè, 4 mấy lần nữa chứ. Rất là dài luôn. Thì dán hai chục lắc mình trồng lại thì nó ok chứ. Lắc còn trồng dán bay nó siêu. Mình vẫn đứng lên vẫn được nha cô chú, tại em để trên cái chậu rồi nó nằm vậy thôi. Chim không được, chim quay không được. Nếu mình chặt trồng thẳng đứng thì mình xử lý công nghệ bự luôn được. Là đứng đẹp. Không thì chơi dán siêu siêu. Cái dưới này nó còn cái lót nhiều lắm. Cây cực kỳ già. Nãy giá như vậy. 4.800.000 à? 4.800.000 thôi. Mã số 5 4.800.000. Cây sáng rất là lớn nha cô chú, rất là già luôn. Bự già, quý. Rồi, cái mình đỡ phôi luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 6 nha. 6 cũng là phôi túi quý nha cô chú. Lùng lực luôn ha. Nguyên nồi đế nè. Lấy kẹo. Để kể thì chia đều tứ diện sát sát không. Tóm lại là 24 giờ luôn. Gãy này đó, người ta chặt nó tát miếng da chút nhiều cô chú, nó có nó nửa gì nó mỏng gì hết, chỉ gì thôi cô chú thấy kẹo hết trơn chặt nhựa thì mạnh quá trời luôn. Cây này gì mình ghép luôn cũng được rồi, cho nó ra tược nó sống xong cái mình khu bầu từ từ vô chậu cũng được, nhựa ghê gớm nên cực kỳ mạnh ha. Bên đây nó có hai cái mặt này là đó, cái nhánh là chặt nó chứ cô chú, cho chắc gần nhà gì đó mẹ nó chặt đó, chứ không chặt là cúc cạnh nó nóng đã luôn, bên đây cũng thấy nè.
để gốc nở chạc bự phải nó đặt luôn. Cao nha, chiều cao là 58, cái đường kính bầu là 68, nguyên cái cũ rồi, nguyên cũ đặc sệt này là cỡ nhiên 150 đi cô chú ơi, thiếu xíu 150 luôn, làm cho hoành luôn ha. Cây này nó chạc nở lắm nha cô chú. Thế này như đặc sệt. Vị trí này 46 nè cô chú. Mình 46. Đó, tại vì nó chạc như cái củ sắn. Này đâu, hay gì vừa chứ nếu mà chạc nữa thì nó ra đây. Nữa thì nó ra nữa. Gần 50 chứ lên. Để cái gì quá đẹp. Tại cái tóc thân không cái ăn cao thôi chứ cái này để quá trời biết. Á trời để luôn, khối đặc luôn. Hơi vòng vòng xuống nên thiết kế sửa sạn là nó vòng đều luôn, đầy đủ luôn, cũng trống luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã số 6 em giao lưu giá là 7.300.000. 7.300.000 cây số 6. Không ai thấy quý. Chắc lớn như cô chú. Rồi cho rồi số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mao ha. Chị gặp chắc mình đổi phôi luôn. Rồi tiếp theo là mã số số 7. Cây này là cây mai vàng nha cô chú. Cây này do cái bông nó hơi dở, em cắt ghép nha cô chú, rồi sẵn rồi quay em giao lưu luôn. Giao lưu được thì giao lưu, không được thì em ghép ha. Có hai cây nha cô chú, hai cây em cắt giống gì? Tặng mình ghép tại bông không được đẹp hết, dạ. Năm cánh gì, sáu cánh gì tà lưa chứ. Thưa thưa thì ảnh cái cắt phôi này cô chú anh chị mình về ghép luôn. Này có bo này luôn thì nửa tháng nữa là ghép được luôn. Cây thì nó sống khỏe, em bao sống khỏe nha, tại em cắt em ghép thôi. Này thường nó cây này hay bị ấy, giờ nó do đã im ngon lành thường nó thừng cái chậu rồi, có nhiều khi ta chậm nó ấy đó, nó cho nó chốc da chứ nắng chiều cạnh là có hồi đầu đầy đủ luôn. Chiều cao ha, chiều cao là 65, làm cho cái hoành luôn đi, hoành vị trí này 35, hoành 35 chạc cái này là 39. Hôm này thì cành này đầy đủ. Số 7 nha cô chú, số 7 là mai vàng. Rồi cho nó cho lưu giá luôn. À mã số 7 em giao lưu cô chú giá 1.700.000 luôn. 1.700.000. 1.700.000. Vừa chơi mềm. Cái này em ship em bó cái bầu này nha cô chú, em bỏ cái chậu lại. Hôm này đẹp, chỉ cành sẵn ngon lành luôn. Vì là vừa là hồi đầu có đầy đủ luôn. Vì là về ghép là ok luôn. Dạ, chắc mình đổi khe luôn. Rồi, qua lên lên nè. Số 8. Đây, cây số 8 ha, nó cũng giống như cây nãy nha cô chú. Do hai cây em cắt em ghép ha. Cây này thì xương cành đẹp lắm nha. Cái này xương cành rất đều. Xương cành đều bắn ra luôn. Bung bự ra, xè. Tàn xè gì nữa thì mình ghép nữa khỏi con bé. Ghép là cái tàn xè là ghép vô cái lụm luôn. Nằm mình dài luôn. Này sườn mình thích cái chậu ấy thì mình chơi chậu dài. Rồi em cho cái hoành. Chữ nhật là đẹp. Chiều cao gì là em đo gì hết cô chú là được 70. Tán ngang gì là được 75. Rồi em cho cái hoành luôn đi, sẵn có cái kẻ mà. Vị trí này 36. Dạ, hoành 36 của mình. Mình dài nó cũng đang cái nằm chậu là 70 nha cô chú. Cỡ gần 3 tấc. 30. 30. Phom đẹp. Phom cái tàn nó đẹp. Xè đều. Tứ diện luôn. Mày ghép vô một cái là phê liền. Rồi mã số 8. Cái này em giao lưu với cô chú là giá 2 triệu thôi. Rồi 2 triệu cây số 8. 2 triệu đồng. Rồi phép đổi phôi luôn. Rồi tiếp theo là cây số 9 là kế bên luôn. Mai vàng ha. Cây này không có quay clip à. Này giao lưu trường giá hỏi mà chưa được giá, không, không có khách trả mà em bán không được. Cái này tại đế nó quá trời quá dữ luôn. Khủng khiếp mà đế nha cô. Có đế thôi con lũ phê bắp bắp.
Cái này nó thừng môn nữa, cũng dễ. Nặng sẵn nè. Để nhìn khỏi chê luôn kìa. Chị quá đẹp luôn. Dạ, tự nhiên mà xưa gì là quá quýt rồi. Có cái rễ này mép dưới này đó, người ta cắt người ta sứa này, lên pha đưa đây cho khách thấy cái ha. Cái sứa đó, à. Sứa nó bị đứt xíu. Mà trên này thì vẫn bình thường ha. Còn rễ đây nó ra rễ nè. Nghĩa là ghép thành ý cảo nó thành công rồi đó. Nhưng mà cái chỗ này thì nó hơi khuyết một chút. Dạ. Sứa mất miếng thịt. Tại vì sứa cái mình không có tha keo thay vì lục mũ. Thay hơi lại cho nó ra nhiều. Cụ đế là thối thần luôn cô chú ơi. Lắm cụ đế luôn. Cái nụ nó vẫn còn lá nè, dây tết được nè. Cây này là chơi tết được nha cô chú. Đúng. Nó giữ cái nụ ok. Tại vì cây thừng môn nữa. Này nụ nhóc chứ nè, vẫn còn ok nè. Nụ gì dắt chất lượng này. Vậy chứ lặt lá là dữ lắm. Không nhiều lắm. Nhưng mà nó... Nhiều. Còn nụ còn ok đó, lặt ra là nhận thật luôn, thiệt còn ngon. Điếp. Chiều cao này em tính lấy 1.5 thôi cô chú ơi. Tại vì cái ngọn ở trên nó hơi ấy, hơi cao. Cán ngang em tính 1.3. Hoành thì em đo 2-3 vị trí thôi. Cây này nó chạc nở lắm. Cây này thuộc hơi bị dài dữ. Vị trí này 52 cô chú ơi. Chạc hoành 52. Chạc xuống cái dài này một xíu. Là 64. Cũ. Cũ đấy là. Cũ là 160-170 gì vậy. Thấp thân cũng căn đó vừa tại cây lớn. Thấp thân là vừa chơi luôn. Cái nôm nữa nó ra mấy cào. Thấp thân đó dây đế này có 33 của chúng à. Vừa chơi luôn. Dữ lắm rồi đế. Thấp thân là con đó vừa đúng rồi, khoảng 3 tắc là vừa. Nó biết rồi đế này. Tàn nó tròn sẵn rồi. Tôi dê ta chỉnh sửa. Cái này đúng không mất sức cái cây luôn. Không có mất sức tại vì cây nằm mô mà. Nằm mô. Không có ảnh hưởng nhiều chứ nó vẫn còn giữ nụ nhiều lá ngò xanh vài bữa nữa mình cũng xuống lá rồi. Rồi cái này em giao lưu giá sao? Rồi cái này em giao lưu với cô chú là 10. Giá 13 triệu bầu đế này khủng quá trẻ rồi đấy. Cây thứ 9 13 triệu. 13 triệu phải không ta? Phải thấy 13 cây thứ 9. Thì 3 triệu mà số 9 nha cô chú. Em bao xếp 200 km ha. Rồi phép đổi cây luôn ha. Rồi. Tiếp theo là mã số 10 quanh đây đi lên nè. Hạ cái đó xuống không hả khỏi? Anh hạ được thì hả? Số 10 cô chú à. Lo luôn chiều cao ha. Chiều cao này em tính mét khoảng 1.7 của chú ơi. Tán ngang nó cũng tầm 2 m. Cây này nở bông rồi. Thì mình chơi năm Tết. Cây này nó chỗ rồi cô chú ơi. 5-7 trứng cánh nha cô chú. Em có thấy mặt bông rồi ha. Tại cái này nó nở rồi nó rụng từ lứa chứ nè. Và nó nụ rất là ok. Mà cái này bông chùm nha. Bông chùm mà bông nó thơm nữa. Bông ẩm nó chỗ là nó thơm bông ong nó bu dữ lắm luôn. Cây này chảy xù, bị xù. Lên xù luôn. Cốt cành nhạo hết rồi ha. Cây đang lên xù. Đang quay cái đế. Đế rễ. Xù mà đế... Bành, cái sát sát. Gốc nở. Nở chạc như chí ha, điều luôn. Nhìn xù ha. Còn nước này xù đang lên nữa. Hiện tại đang lên xù nó không cây có... này là nó đang lên xù nhưng cô chú nó không có bị sửng nha. Tại vì người ta nuôi nó lên, nó cây nằm mô. Cái nước lên xù nó màu còn tươi gối là biết rồi. Đang lên luôn. Nó đang lên. Cây nằm mô á, bứng cô chú thấy nó rễ cám nó kẹo quá chứ. Cứng bậu quá chứ. Em đang quay cho anh chút xíu không vậy chứ. Dàn xương tạo đều gan luôn. Lên xù trên luôn. Rễ cám thì thôi nhóc, bao la. Kẹo. Form tàn tròn sẵn đẹp.
hàng tròn vo luôn nha cô chú. Nhiều gan luôn á. Cái này mình hôm tới mình nuôi lại là có tàn này khỏi chê. À, cái nước sẵn. Cây này nó cũng chạc nở nha cô chú. Lo trên này cái đi. 48 ha. Nhẹ nhẹ xuống cái dây nó là 57 luôn nha cô chú. Nó từ 48 tới 57 nha cô chú. Từ 48 57. Mình đế nó 160. Bột chà bá lửa luôn. Tại vì bù phân không à. Nó nằm mô. Nằm mô cây nó khỏe. Đá nó ra nó bành bành. Nó sung nó mạnh lắm. Rồi giá luôn. Rồi mã số 10 em giao lưu với cô chú là giá 11 triệu cô chú. Rồi 11 triệu. Cây số 10. Rất là đẹp luôn cô chú, cây thành phẩm luôn. Dạ rồi phép mình đổi cây luôn ha. Cô chú xem mấy cái nào thì tiếp theo là cây mã số 11 nha cô chú. Cây số 1. Cây này chiều cao là 1m8. Tán ngang em lấy 1m8 luôn đi. Như cái dù luôn. Cây này như cái dù. Cây này bông 5 cánh bông chùm nha cô chú. Cây 11 nó nở ra. Nở rất là gỗ. Cái này là nếu mình xài đúng Tết là nở đều. Cây này nó nở còn mới. Có bông chật lắc. Có cành ha, như sắp luôn. To to bự bự không? Đều. Cái này thì chật lắc. Để thì gốc này nở cũ to. Rồi. Phát thân là được 59. Rồi em cho bình thân lên lên nè. Dạ. Này cũ nở nha cô chú, nó 20 vị trí luôn. Đầu eo. 43. Rồi cái cũ sát xuống xíu. 54. Cũng 54. Cái đường kính bầu 72. Cây này cũng mạnh. Lá nó ra cũng mạnh mạnh không? Giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Cô chú anh chị nào chốt ba cây này em để giá hữu nghị luôn cô chú anh. Này cây này là 5 cánh luôn, 5 cánh xưa luôn, đều luôn. 5 cánh mà bông chùm nha cô chú. Chùm. Chùm cục cục không á. Mà vàng nghệ luôn. Vàng nghệ, vàng đậm luôn á. Sao vàng 5 cánh? Cái này giá. Rồi cây mã số 11 em giao lưu với cô chú là giá 6 triệu rưỡi. Tại nó có tàn nữa chứ, 6 triệu rưỡi. Dạ. Rồi cây số 11 cũng là cây cuối clip em hôm nay luôn á. Em rất mong cô chú mình xem clip và ủng hộ em clip này ạ. À. Em xin chào ạ. Dạ rồi, chào anh Mau luôn. Dạ chào cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi xem ý cái nào hay tiếp cho Mau giúp kênh. Rồi trân trọng kính chào của cô chú anh chị mình đây. Trời ơi trời.